Tiếp theo từ cuối cùng mình muốn giới thiệu với các bạn đó là từ khoáng. Khoáng trong phân khoáng có nghĩa là gì nhỉ? Cuồng, ngông cuồng, điên cuồng. Và cấu tạo của chữ thì gồm bộ gì? Bộ khuyển, phản. Chữ phản ấy có nghĩa là con chó. Liên quan đến con vật thì hay có chữ khuyển. Tiếp theo cạnh đó là chữ vương. Chữ vương có nghĩa là vua. Con chó mà nói làm vua thì quá là điên cuồng rồi, đúng không nhỉ? Đấy là cách để mình nhớ chữ khoáng. Và mình có thể có từ gì là khoáng bạo, có nghĩa là gì? Cường bạo đấy. Hoặc là gì nhỉ? Khoáng phương, gió dữ. Khoáng rửa, cuồng nhiệt. Và trên đây mình đã chia sẻ cho các bạn cách nhớ một số chữ Hán. Hy vọng chúng ta sẽ có nhiều phương pháp để nhớ một chữ Hán hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.